Thưa đoàn chủ tịch, thưa quốc hội, Hà Nội là thủ đô của cả nước, là hình ảnh đại diện vị thế quốc gia, là hình mẫu dẫn dắt và lan tỏa phát triển đất nước. Do vậy, thủ đô Hà Nội phát triển ở trình độ cao hơn với tốc độ phát triển nhanh hơn, đi trước cả nước về mục tiêu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa và là thủ đô của nước có phát triển, có thu nhập cao. Vì vậy, luật thủ đô phải đặt ra những yêu cầu phát triển cao hơn, phải có cơ chế khai thác các tiềm năng lợi thế nội tại và tạo ra sức hút mạnh mẽ hơn từ bên ngoài. Phải quy định được vai trò trách nhiệm quyền hạn của chính quyền và nhân dân thủ đô cao hơn so với các địa phương khác của cả nước. Ba yêu cầu trên phải được xác lập một cách đồng bộ, tổng thể, mang tính bao trùm để tạo khuôn khổ pháp lý vượt trội cho thủ đô phát triển. Với tinh thần đó, tôi xin góp ý vào một số điểm sau đây. Thứ nhất, về xây dựng, phát triển, quản lý, bảo vệ thủ đô, phải quy định các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy hoạch phát triển thủ đô phải hướng đến các tiêu chí thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại, phải yêu cầu cao hơn các tiêu chuẩn, quy chuẩn chung của cả nước. Các công trình kiến trúc xây dựng thủ đô phải mang ý nghĩa về giá trị văn hóa, lịch sử, phải tạo những không gian để quy tụ những cái đặc trưng biểu của cả các vùng miền 63 tỉnh thành ở cả nước hiện diện tại thủ đô. Phải quy định việc quản lý phát triển toàn diện toàn bộ không gian lãnh thổ thủ đô theo tiêu chuẩn quản lý của đô thị đặc biệt, gồm có đô thị trung tâm và các cái vùng nông thôn, các vùng đô thị bên ngoài, theo cái mô hình là thành phố thuộc thủ đô. Và với cái mô hình thành phố thuộc thủ đô thì toàn bộ những không gian này, kể cả những vùng nông nghiệp, phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp trải nghiệm cũng cần phải được cho phép xây dựng các công trình dịch vụ du lịch, không gian phát triển công nghiệp làng nghề cần phải được xây dựng các công trình thương mại, dịch vụ, các khu trưng bày giới thiệu sản phẩm để phát triển các hoạt động du lịch. Quy định về các đầu tư cho khu vực phát triển ở nông thôn thuộc các khu vực thành phố thuộc thủ đô phải được coi như là đầu tư khu vực như là khu vực đô thị. Trên cơ sở những yêu cầu mang tính bao quát như trên thì luật thủ đô nên giao cho Hội đồng nhân dân thành phố ban hành các cái quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể phù hợp với thủ đô trên nguyên tắc là cao hơn tiêu chuẩn quy chuẩn chung của quốc gia, giao cho Ủy ban dân thành phố vận dụng các quy chuẩn đó để vào quyết định các hoạt động quản lý đầu tư phát triển cụ thể. Khi luật đã trao quyền cho thành phố tự quyết định như trên thì việc điều chỉnh cục bộ các quy hoạch sẽ thuộc về thẩm quyền trách nhiệm của thành phố mà không sợ rằng bị lạm quyền hay làm phá vỡ quy hoạch. Tất nhiên, luật cũng không nên quy định quá chi tiết như là đô thị, khu nội đô lịch sử thuộc những quận nào hoặc là sông Hồng là cái trục xanh ra làm sao, việc đó sẽ vướng trong quá trình thực hiện. Với quy định phân quyền và trao quyền như trên, ta thấy nhiệm vụ và khối lượng công việc mà chính quyền thành phố phải thực hiện sẽ nhiều hơn, trách nhiệm giám sát phải cao hơn. Do vậy, cần phải có một cái mô hình chính quyền đô thị phù hợp hơn với cái trao quyền này, như là đề xuất của luật là cần phải có cả hội đồng nhân dân của cấp quận. Người đứng đầu các cấp chính quyền đô thị phải có vai trò và có quyền tự quyết định nhiều hơn, tự chịu trách nhiệm cao hơn. Số lượng đại biểu hội đồng nhân dân phải nhiều hơn, phải tăng tỷ lệ chuyên trách để tăng tính chuyên nghiệp và yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ phải cao hơn, cũng như các chế độ hưởng thụ cũng phải được thỏa đáng hơn. Thứ hai là về quy định nguồn lực cho phát triển thủ đô. Để thực hiện mục tiêu phát triển thủ đô nhanh hơn, hiện đại hơn, đi trước làm hình mẫu cho phát triển cả nước thì phải tập trung được nguồn lực đủ lớn. Tôi đồng tình với những cơ chế chính sách mà trong dự thảo luật đề ra. Tôi xin nhấn mạnh một số những điểm sau đây. Một là huy động tư nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao và khai thác các di sản và phát triển du lịch. Trong đó, di sản thì thuộc về sở hữu độc quyền của nhà nước, nhưng tư nhân thì được quyền đầu tư, tôn tạo và khai thác với những việc ứng dụng những công nghệ mới. Với cơ chế đó thì sẽ giúp cho làm sống lại các di sản văn hóa, các ý di tích lịch sử được tôn tạo và các giá trị văn hóa lịch sử sẽ được khơi dậy, lan tỏa và văn hóa du lịch sẽ trở thành một ngành mũi nhọn của thủ đô. Hai là phát triển mô hình đô thị TOD không chỉ với những đô thị mới mà cả với những khu vực tái thiết đô thị, cải tạo chung cư cũ, nhà ở cũ xây dựng tự phát trong khu vực nội đô để khai thác không gian ngầm cho phát triển thương mại, dịch vụ, không gian trên cao cho phát triển nhà ở và tái định cư người dân tại chỗ, không gian mặt đất dành cho cây xanh và các công trình hoạt động công cộng. Và do vậy thì thành phố không nên dành tiền để xây dựng những con đường đắt nhất hành tinh mà nên dành ngân sách đó để đầu tư cho những dự án TOD trong khu vực nội đô. Ba là cần phải đề xuất, tôi rất đồng tình với cái đề xuất là có cái hình thức xây dựng chuyển giao BT nhưng mà không theo cái cơ chế trước đây là đổi đất lấy cơ sở hạ tầng mà thực hiện theo hai phương thức. Phương thức thứ nhất là BT thanh toán bằng tiền vốn đầu tư công. Thực chất là việc nhà nước dùng ngân sách để mua công trình hoặc sản phẩm quan trọng theo đơn đặt hàng của nhà nước. Trên thế giới rất nhiều tập đoàn lớn đã ra đời nhờ hình thức đặt hàng của chính phủ. Ví dụ như là Hyundai của Hàn Quốc chính là nhờ đặt hàng của chính phủ Bắc Trung Y. Tôi rất tâm đắc với đề xuất của Bộ trưởng Bộ Đầu tư cho phép Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh vay 30 tỷ đô la để làm đường sắt đô thị. Với cơ chế này, tôi hy vọng rằng
chúng ta sẽ có một cái ngành công nghiệp đường sắt trong nước mà không phải đi thuê mua từng dự án đường sắt như nước ngoài hiện nay, hoặc các dự án cầu vượt qua sông Hồng sẽ nhanh chóng được hoàn thành chứ không bị chậm trễ như các dự án đầu tư công. Hình thức BT mà được thanh toán bằng đất và hoặc là bằng tài sản sẽ được thực hiện theo cơ chế đấu giá theo cái thị trường trao đổi ngang giá, và đây sẽ là một cái cơ chế giống như trong luật đất đai hiện nay đang đề xuất. Và điểm cuối cùng, tôi cũng đồng tình với việc là cần phải để lại toàn bộ những cái phần tiền thu từ đất cho thành phố. Thực chất đây là thành phố đã thay mặt cho trung ương sử dụng ngân sách này để hỗ trợ cho việc di chuyển các trường đại học, các bệnh viện ra ngoài trung tâm mà không cần phải chờ ngân sách của trung ương đầu tư hỗ trợ. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Phạm Nam Tiến, đoàn Đắk Nông phát biểu. Đại biểu có biển số K25 Nguyễn Văn Cảnh, đoàn Bình Định chuẩn bị tranh luận. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, trước hết thì cũng như nhiều đại biểu khác thì tôi bày tỏ cái sự đồng tình rất cao với việc sửa đổi luật thủ đô để xây dựng thủ đô Hà Nội là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học và là đại diện, là hình mẫu cho sự phát triển của đất nước. Để dự thảo được hoàn thiện hơn nữa, tôi xin góp ý một số nội dung sau. Thứ nhất là về nội dung phát triển văn hóa thể thao. Tại điều 23 thì đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường thì đã đề cập. Tôi đề nghị cần thể chế hóa đầy đủ 12 cái lĩnh vực của ngành công nghiệp văn hóa theo tinh thần quyết định số 1755 ngày 8 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, thể chế và dự thảo những cái quy định tiên phong mở đường. Ở đây không chỉ về trung tâm công nghiệp văn hóa mà bao gồm cả hạ tầng và không gian văn hóa để phù hợp với mục tiêu, tầm nhìn đã được xác định trong chiến lược. Đối với lĩnh vực thể thao, dự thảo đã đề cập đến công nghiệp văn hóa, vậy thì có nên đề cập tới kinh tế văn hóa, công nghiệp văn hóa không? Kính thưa quý vị, tại nhiều quốc gia, đây là một cái lĩnh vực kinh doanh có thể nói là rất màu mỡ, đem lại công ăn việc làm, thu nhập cho hàng triệu lao động, cũng như doanh thu lợi nhuận cao hơn nhiều ngành kinh tế khác. Cụ thể, ở Mỹ, kinh tế thể thao chiếm tỷ trọng 2,4% GDP, đứng thứ 11 trên 25 ngành kinh doanh hàng đầu của nước này. Quy mô tổng thị trường đạt 400 đến 433 tỷ USD mỗi năm, gấp 2 lần ngành công nghệ ô tô và gấp 7 lần ngành điện ảnh. Ở Việt Nam ta thì sự phát triển đi lên chuyên nghiệp có thể nói là tương đối nhanh và bền vững ở một số bộ môn thể thao. Ví dụ điển hình như là cái môn bóng rổ. Bộ môn bóng rổ của Việt Nam với nguồn thu ổn định mà không phụ thuộc vào nhiều ông bầu hay ngân sách địa phương, bộ ngành là một cái ví dụ sinh động cho thấy tiềm năng to lớn của kinh tế thể thao Việt Nam nếu có cơ chế chính sách hợp lý. Về cơ sở hạ tầng văn hóa thể thao, qua khảo sát thực tế của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tại thành phố Hà Nội thì chúng tôi đánh giá rất cao cái việc đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố với nhiều công trình hiện đại đáp ứng nhu cầu của người dân, đủ điều kiện đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao trong nước và quốc tế, ví dụ như là Ba Đình, Cầu Giấy hay là Long Biên. Cơ sở vật chất là rất tốt. Tuy nhiên thì hiện nay các đơn vị sự nghiệp văn hóa thể thao không riêng Hà Nội, khi mà vận hành hệ thống thiết chế văn hóa thể thao lại gặp rất nhiều vướng mắc liên quan đến cơ chế tự chủ tài chính, sử dụng tài sản công hay là các quy định về đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa thể thao. Vì vậy, việc đưa vào dự thảo các quy định mang tính gỡ bỏ các cái nút thắt về đầu tư PPP tại điều 38 hay cơ chế quản lý tài sản công tại điều 42 và ưu đãi đầu tư tại điều 45 có thể nói là đã giải quyết những cái vấn đề có thể nói là rất cấp bách hiện nay. Thứ hai, về du lịch thì tôi đề nghị điều 23 dự thảo nên chăng bổ sung thêm du lịch, phát triển văn hóa du lịch thể thao, bởi lẽ thủ đô Hà Nội đã và đang ngày càng khẳng định rõ cái vị thế quan trọng của mình trên trường quốc tế, trên bản đồ du lịch quốc tế, và du lịch không chỉ đóng góp nguồn lợi đáng kể vào ngân sách thủ đô mà còn giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển chung của ngành du lịch Việt Nam. Và thứ ba, kính thưa Quốc hội, thủ đô Hà Nội như chúng ta đều biết là trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị, kinh tế, hành chính rồi đối ngoại của đất nước. Chính vì thế thì rất cần có một cái lực lượng báo chí truyền thông đủ mạnh để tuyên truyền thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, để đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của kẻ địch, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, rồi hội nhập kinh tế quốc tế, vân vân. Và Hà Nội thì vốn đã có những cái tờ báo rất mạnh, ví dụ như là tờ Hà Nội Mới, tờ báo mà vinh dự hai lần được Bác Hồ đặt tên. Và Hà Nội thì cũng như Thành phố Hồ Chí Minh đã có cái kiến nghị, tôi được biết là đã có cái kiến nghị để đối với việc thực hiện cái quy hoạch báo chí, quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc giai đoạn 2 tính từ 2025 trở đi, nhằm để báo chí đồng bộ với các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội khác. Vì vậy tôi đề nghị là đưa cái nội dung này vào trong dự thảo luật thủ đô. Tôi xin hết ý kiến, trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu.